Ok, tiếp tục nha, em quay mà hết cái dung lượng thẻ luôn. Rồi, thì tiếp tục là nếu mà O nó nhỏ hơn 3, O ban đầu là 0 nè, nhỏ hơn 3, tức nghĩa là mình cái mục đích của cái đoạn này nè là để cho chạy từ 0 cho tới 3. Và mỗi một lần chạy á, nó sau mỗi một lần lặp này nè, O nó sẽ cộng lên và O nó sẽ chạy từ 0 cho tới 3. Mỗi một lần cộng nó sẽ lưu lưu cái giá trị này, giá trị vừa đọc trong FWorm này vô cái mảng IDEG. Ở đây chính là cái giá trị O nè, O là từ 0 tới 3 là 4 giá trị. Mục đích đó là để mình lưu, mình đọc 4 cái giá trị này nè, mình lưu vào một cái mảng nào đó. Các bạn hiểu ý không? Một lần, mục đích của cái hàm so sánh này nè là mình so sánh một lần đó là 4 byte, 4 giá trị ở trong FWorm so sánh với cái ID mới nhập vô á, mới đưa thẻ vô á. Một lần là nó so sánh 4 giá trị. Thì IDEG này nó sẽ bằng cái giá trị vừa đọc được từ FROM. Rồi nó sẽ cộng O lên và nó lặp lại 4 lần. Sau 4 lần lặp này nó sẽ lưu được cái giá trị, 4 cái giá trị đó trong FROM á vào trong cái mảng là IDEG. Đây, ví dụ lưu được 4 cái giá trị này vào trong cái mảng IDEG. Mảng IDEG. Rồi sau đó nó mới lấy cái giá trị mới đó, cái thẻ mới nhập vào đó các bạn, cái thẻ mới nhập vào là nó sẽ lưu vào cái mới nè. Đây khi mà mình đưa thẻ vào á, đã đưa thẻ vào thì nó lưu vào cái ID mới nè, cái ID của thẻ lưu vào cái mảng là ID mới. Rồi ship này lại. Rồi đấy, nó lưu vào mảng ID mới nè, thì nó mới lấy, nó so sánh lấy ID mới này nè, so sánh với cái ID mà mình vừa mới đọc từ FROM, mới so sánh. Mà nếu mà như mà bằng á thì ba cái biến điếm có là bằng 1, biến điếm chưa là 0 và điểm match là 0. Rồi nếu như mà không bằng ở đây có nghĩa là chỉ cần một trong bốn bài nó khác là nó không giống rồi, phải không? Cái việc mà giống á là bắt buộc là phải và tức là cả bốn cái giá trị, bốn cái ID này nè, nó bằng hết thì mới kết luận được là cái thẻ mới nhập vào nó đã có trong FROM. Còn nếu như mà cái thẻ mới nhập vào á mà nó khác á, thì chỉ cần một bài của nó khác. Ví dụ một cái bài này nó khác với bài này thôi, ví dụ ba cái bài này đi giống đi, thì chỉ cần một bài này khác thôi là nó đã khác rồi. Các bạn hiểu ý không? Ví dụ mình so với cái này, so cái ID mới với bốn bài này, thì chỉ cần một bài này khác thôi là nó đã khác rồi. Thì cái chỗ này nó chỉ cần là hoặc thôi các bạn, hoặc là được rồi. Nếu như mà khác á, thì điểm chưa sẽ cộng điểm chưa lên một á, mà điểm có là không, điểm match là không. Rồi nếu á, mà cái thẻ mới nhập là master, tức là cái ID mới á, mà nó bằng với FROM 1, đọc giá trị FROM của cái ô số 1, đọc giá trị FROM ô số 2, số 3 và số 4, tức là thẻ mới là master á, thì nó sẽ điểm match bằng 1, điểm có bằng không và điểm chưa bằng không. Rồi sau khi mà nó so sánh xong nè, nó mới đưa reset cái thằng O này là dùng cho cái vòng lặp for này nè, dùng cho thằng này nè. Đấy, đưa thằng O về không và cái M khi này á, M sẽ bằng mới. Tại sao? Tại vì hồi nãy mới là bằng M cộng 4 là 9, M ban đầu là 5, mà cái biến mới là em bằng M cộng 4, thì bây giờ M nó sẽ bằng cái biến mới. Tức là mình vừa mới thực hiện so sánh cái ID mới này với cái giá trị của FROM là từ ô số 5 tới ô số 8. Bạn hiểu ý không? Thì sau khi mà thực hiện xong á, nó sẽ đưa M bằng với mới là M lúc này là bằng 9. Thì tiếp tục nó quay lại, M lúc này là bằng 9 nè. Tiếp tục nó quay lại M vẫn nhỏ hơn A, tại vì A ở đây chính là cái ô đầu tiên này. Ví dụ ô đầu tiên này là mình lưu là số 24, tức là mình đã sử dụng 24 ô nhớ. Thì nó tiếp tục nó so sánh, nhưng mà M lúc này là bằng 9 nè, nó vẫn nhỏ hơn A, vẫn nhỏ hơn 24 chẳng hạn. Ví dụ vậy thì tiếp tục cái biến mới này sẵn bằng M cộng 4 lên, tức là 9 cộng 4 lên, 9 cộng 4, 1, 2, 3, 4 là 13, M là 13. Sau đó tức là nó sẽ so sánh tiếp tục cái ID mới này với cái ID này, đến khi nào mà nó so sánh đến khi nào á mà bằng với, đến khi nào mà M nó nhỏ hơn, M nó bằng A thì nó dừng lại. A là cái số lượng ô nhớ, ví dụ mình sử dụng đang lưu 20 thẻ, đang lưu 4-5 thẻ gì đó, là tới dùng ô nhớ tới ô 20, thì đến khi nào mà tới M nó bằng A thì nó dừng lại, vậy thôi. Đấy, thì sau khi mà nó so sánh này nè,
nó so sánh, nó đưa ra các cái giá trị này, đưa ra cái biến này, giá trị của các biến này thì sao các bạn, nó sẽ quay xuống đây. Đây đây nè, các biến này nếu như mà thẻ có trong FROM nè, cái nọn này nè là sau khi mà thực hiện so sánh này nè, sẽ kết luận nó đưa ra các biến này. Biến này chính là ở đây nè. Đây, nếu mà có trong FROM rồi không có và là thẻ mask, thẻ chính á, thì nó làm những cái công việc dưới đây đó, đơn giản vậy thôi. Rồi cái phần này là cái phần thêm phần ở menu chính, ở màn hình chính. Rồi bây giờ mình vô cái menu, mình chọn thêm một thẻ mới. Mình dùng thẻ mask nè, mình vô menu, mình chọn xuống là thêm thẻ mới. Bây giờ mình nói nút back đi. Giờ nút back nè các bạn, thì cái nút back này là nó nằm để mà bấm vô cái nút back đó các bạn, là nó nằm ở dưới cái phần này nè. Rồi đây vô cái nút back nè, nút back là trong nút menu nè, chọn menu. Đây là chọn menu nè, nhấn nút back trở về màn hình nè các bạn. Đây nhấn nút back trở về màn hình này, khi nhấn vô xóa màn hình rồi nó trở về màn hình chính, đồng thời nó reset cái biến điểm. Còn mà cái nút chọn menu á là các bạn chọn các cái menu nè, thêm menu hoặc là xóa một menu bất kỳ, thì đây là nằm ở trong chọn menu. Còn cái nút lên xuống là để di chuyển lên xuống. Cái này các bạn xem lại cái video mà hướng dẫn menu đa cấp nhiều tầng dùng ba nút nhấn ha, để có hiểu hơn. Rồi và nếu như mà các bạn chọn vô phần thêm thẻ mới, thì đầu tiên á nó sẽ đọc cái bộ nhớ FROM số 0, đọc ô nhớ số 0 gắn vô A, là nó đọc cái ô nhớ số 0 này, nó đọc xem là cái số lượng ô nhớ đang sử dụng là bao nhiêu. Mà tại vì mỗi một lần mình lưu mình sẽ cập nhật cái ô, ví dụ như giờ sau khi mà mình lưu cái thẻ mới đây, mình lưu thẻ mới vô đây chẳng hạn, mình lưu thẻ nhớ vô đây, sau cái thẻ mới mình lưu ID thẻ mới vô ô 5678 thì nó sẽ cập nhật số 8 này vô đây. Rồi tiếp theo mình lưu một cái ID mới nữa vô ô là 9 10 11 12 thì nó sẽ cập nhật số 12 vô đây, thì thằng A nó sẽ đọc cái số lượng. Rồi sau đó nếu như mà A bằng 0 tức là chưa có thẻ phụ nào hết, A bằng 0 tức nghĩa là cái chỗ này là bằng 0 tức nghĩa là chỉ có mới có cái thẻ master thôi, thì chỗ này là không, thì nó đọc địa chỉ phụ sẽ là bằng 5. Rồi nó đọc cái thẻ đó, đọc một cái thẻ mới, cái thẻ mình đưa vào á, sau đó nó sẽ so sánh cái thẻ mới này nè với so sánh với thẻ mới với cái thẻ master, là tức là so sánh cô 1 2 3 4 á, để xem có phải là thẻ master không. Nếu là thẻ master thì trở về màn hình đây, ví dụ nha, mình bấm vô thêm menu, ý lộn thêm thẻ nè, bây giờ mình để cái thẻ master vô, nó trở về menu chính này các bạn không, thì nó so sánh, đầu tiên nó sẽ so sánh cái thẻ mình mới thêm vào coi phải là thẻ master, mà thẻ master thì về màn hình chính, ấy về menu chứ nhầm. Rồi nếu như mà cái thẻ mới thêm vào không phải là cái thẻ master thì lưu vào cái ô 5678 được chưa các bạn, lưu vào ô 5678 thì nó thực hiện, nó lưu cái địa chỉ, cái ID mới này nè, nó lưu FROM write lưu vào cái địa chỉ phụ này đây ba, nếu chưa có thẻ phụ nào thì địa chỉ phụ bằng 5, thì bắt đầu nó lưu vào, sau đó nó cộng địa chỉ phụ lên, rồi A bằng địa chỉ phụ, sau khi mà nó lưu hết cái ID mới nè, 4 byte của ID mới của thẻ mới vào á, thì nó sẽ ghi cái thằng A này, thì sau một mỗi lần lập á, lập từ 0 tới 4 thì sau mỗi lần lập là nó sẽ cập nhật cái địa chỉ phụ vào thằng A, thằng A sẽ bằng địa chỉ phụ. Rồi sau đó nó sẽ lưu thằng A vô, thì tức là khi này nè, khi này thằng A nó sẽ bằng 8, tại vì mình lưu vào cái ô lưu ID mới nè, vào cái ô 5678 thì thằng A bằng 8, sau đó nó ghi thằng A này vô đây, nó ghi thằng A này vô trong cái ô số 0 nè ấy, rồi nó hiển thị là đang lưu delay 1 giây, rồi xóa màn hình, rồi hiển thị lại là chọn menu. Rồi đây là nếu mà chưa có thẻ phụ nào, nếu mà đã có một hoặc là nhiều thẻ phụ, tức là cái FROM này nè, nó đọc cái vị trí này mà A nó khác không, tức là đã có nhiều thẻ một hoặc là nhiều thẻ phụ rồi đó, thì sao, thì đầu tiên á vẫn cho nhập cái thẻ mới, mình để một thẻ mới vô, rồi cái thẻ mới nó sẽ lưu vào cái ID mới, ID của thẻ mới lưu vào ID mới ha. Rồi sau đó nó sẽ so sánh FROM, nó so sánh xem là nếu mà đã có cái thẻ này đã có rồi nè, đây nó so sánh là ra ba cái phần này nè các bạn,
Đây, nó thực hiện so sánh nha. Đây, thực hiện so sánh. Đây, so sánh nè. So sánh nãy mình giải thích rồi đó. Thì sẽ so sánh một lần là 4 bài. So sánh ID mới nè. Vào so sánh này. So sánh từng cái này. Này, so sánh đến đến cái ô mà đã sử dụng. Ví dụ nha, ở đây mình lưu, mà ở đây ví dụ mình sử dụng 3, đã nhập 3 thẻ rồi thì nó sẽ lưu số 16 vô đây. Bắt đầu so sánh cái ID mới với đây, đây, rồi tới đây nó dừng. Thì tại sao nó không so sánh hết thì lúc đầu nói rồi đó, đúng không? So sánh hết bộ nhớ EEPROM thì nó gấp. Tại vì ở đây mình ví dụ mình mới lưu có 3 thẻ ha, mà nó so sánh hết cái bộ nhớ EEPROM luôn thì nó tốn tài nguyên rất là nhiều. Đấy, thì nó thực hiện so sánh rồi. Sau khi mà so sánh xong á, nó sẽ nói là nếu như mà thẻ đã có rồi á thì sao, nó hiển thị là thẻ đã có, hiển thị lên màn hình. Còn nếu đây, nếu mà chưa có thẻ thì lưu vào EEPROM đây. Nếu mà chưa có thẻ thì sẽ thực hiện là tìm zero. Tìm zero tức nghĩa là tìm cái ô không đầu tiên. Đây, tìm zero tức là tìm cái ô nào mà không chứa giá trị đầu tiên. Đây, ví dụ nha. Ví dụ mình lưu 3 thẻ rồi, đây mình lưu 3 thẻ rồi thì cái ô số 7 sẽ là chưa có lưu gì hết. Ô số 7 tới tiếp luôn á là chưa lưu gì hết. Thì nó thực hiện tìm zero là nó sẽ tìm từ đầu cho tới đây. Thì nó sẽ xác định được là ô số 7 chưa lưu gì hết. Bắt đầu lưu cái giá trị mới vào ô số 7 này. Nhưng nếu mình xóa, tí nữa qua phần mà xóa một thẻ bất kỳ đó. Nếu mà mình ở phần mà xóa một thẻ bất kỳ đó các bạn, nếu như mà mình xóa cái thẻ số 2 thì nó lỡ một lỗ ở giữa nè. Thì cái việc tìm zero nó sẽ tìm từ đầu tới cuối, nó gặp cái ô nó tới đây, nó gặp cái ô này là chưa có cái giá trị nào hết. Tại vì sao? Tại vì chỉ cần xác định một ô này thôi là mình đã đưa cái ID mới vào đây, mình sẽ lưu ID mới vào đây, bắt đầu lưu từ đây tới đây. Thì chỉ cần xác định được ô này thôi là được rồi, chứ không cần xác định phải là 4 ô liên tiếp. Tại vì sao? Tại vì mình xóa một lần là mình xóa 4 giá trị mà. Mình xóa một lần là xóa 4 giá trị. Ví dụ mình muốn xóa này thì mình xóa 4 giá trị này thì nó mất một lần là mất 4 giá trị. Thì mình lưu, mình chỉ cần bắt đầu từ cái lưu ở cái ô zero đầu tiên, cái ô không đầu tiên nè, lưu liên tiếp 4 giá trị vào, 4 ID mới này vào thì là đấy, lắp được cái lỗ này rồi. Đấy, thì cái việc mà tìm zero này nè, thì cái void tìm zero đó. Đây, giờ ship so sánh lại đây tìm zero. Rồi. Đây và thực hiện nếu như mà n nhỏ hơn a, n ban đầu là 4. Bốn nhỏ hơn a là cái số mà a là cái số lượng mà ô nhớ mà đã sử dụng. Nếu mà bốn nhỏ hơn số lượng ô nhớ đã sử dụng á thì bắt đầu đọc giá trị của n, sau đó gán vô giá trị zero. Rồi nếu mà giá trị zero bằng không á thì địa chỉ zero là n, được chưa? Rồi nếu hết nếu rồi, rồi sau đó cộng n lên tiếp tục, nó thực hiện lại trong một lặp while nè. Trong khi mà n nhỏ hơn a thì nó thực hiện nó so sánh cái này. Rồi nếu á, mà địa chỉ zero á là không á, địa chỉ zero là không, cái mục đích này nè là mình tìm xem cái lỗ á, cái ô nào đang là không á. Còn mà nếu như mà tìm không được cái địa chỉ zero là không thì gì, địa chỉ zero là a, tức là cái ô cuối cùng mà mình đã sử dụng. Ví dụ như là tìm từ đây tới đây nè mà không tìm được cái zero nào hết thì cái ô mà ô trống cuối cùng chính là cái ô mà a này. Tại vì khi mà mình sử dụng tới đây nè thì mình lưu vào cái ô này, lưu vào a, lưu vào cái ô số 0 này, thì nếu như mà tìm từ đầu tới cuối không có thì tất nhiên là cái ô cuối cùng, ô kế bên đây là cái ô trống đấy, thì địa chỉ zero sẽ bằng a. Rồi n giờ reset n ấy thì mình tìm zero ha, tìm cái ô trống đầu tiên, cái này mình gọi là tìm ô trống đầu tiên, vị trí không đầu tiên. Rồi sau đó nếu mà địa chỉ zero là a thì nó thực hiện nó lưu cái địa chỉ mới, ID mới nè vào, ghi vào cái địa chỉ zero, sau đó cộng địa chỉ zero lên rồi cập nhật vào cái vị trí đầu tiên, vị trí a, vị trí là không á, EEPROM bộ nhớ EEPROM vị trí số 0 á. Rồi nếu như mà địa chỉ zero là n á thì tức là trong cái đoạn từ 4 đến cái ô mà mình đã sử dụng á mà có một ô nào đó bằng không thì gán cái ô đó vào n, hiểu không? Thì nếu mà địa chỉ zero là n á thì mình thực hiện là mình lưu cái thẻ mới vào cái ô đó, bắt đầu lưu cái thẻ mới nào vào cái địa chỉ zero đó. Rồi mỗi lần lưu nó cộng lên 1, sau đó cái địa chỉ zero nó sẽ bằng a. Rồi bạn hiểu không? Chỗ này nó hơi gối nha. Địa chỉ zero bằng a.
rồi, địa chỉ Zero bằng A rồi. Sau đó sẽ tìm Zero một lần nữa để nó cập nhật lại các cái ô nhớ đó, cập nhật lại ô nhớ cho các biến. Rồi, sau đó sẽ reset, rồi hiển thị lên màn hình, rồi xóa màn hình, rồi chọn menu. Thì phần này nó cũng hơi gói ấy mà. Hôm nay về các bạn gọi là các bạn tìm hiểu thêm chứ giờ cũng không có thời gian để mà nói. Rồi, nếu như mà cái thẻ, nếu như mà cái thẻ đó là thẻ master thì sao? Thì thoát ra, thoát trở về menu. Rồi, đơn giản thôi. Đây mình thêm thử nha. Đầu tiên thêm đây mình thêm thử một cái thẻ. Đầu tiên là cái thẻ nó chưa có nha. Đây thêm thẻ nè. Rồi thêm thẻ nè, bây giờ mình thêm thẻ số 1 vô, thêm thẻ số 1 vô. Nó hiển thị đang lưu nè các bạn không? Đây. Thêm thẻ nếu như mà đâu đây hiện chữ đang lưu nè, bây giờ vẫn là cái thẻ số 1. Tại vì cái thẻ lúc này đã có rồi, nếu thẻ đã có nè. Còn để vô là hiển thị thẻ đã có. Ha. Rồi nếu là cái thẻ master để vô, nó trở về menu. Rồi cái này là phần thêm thẻ mới nha. Rồi bây giờ qua cái phần là xóa một thẻ bất kỳ, này thì đơn giản hơn. Đầu tiên là nó quẩn đọc cái ô nhớ FBM 0 gán vô thằng A. Rồi nếu như mà chưa có thẻ phụ nào á thì cái việc mà mình xóa á, nó sẽ hiển thị là chưa có thẻ. Tức là khi mình bấm vô xóa một thẻ bất kỳ mà chưa có thẻ phụ nào thì hiện là chưa có thẻ. Rồi nếu mà đã có một, nếu đã có một hoặc là nhiều thẻ phụ rồi á thì làm gì, nó sẽ cho phép đọc cái thẻ đó. Rồi nó cũng như vậy, đọc cái thẻ đó đồng thời gán vô cái địa chỉ ID mới này. Rồi tiếp theo nó cũng vẫn so sánh tiếp, so sánh với bộ nhớ FROM. Nếu như mà cái thẻ đó nó có trong FROM thì mình thực hiện là gì, mình xóa, sẽ xóa thẻ đó thôi. Tại các bạn nhớ là chúng ta đang xóa, xóa một thẻ bất kỳ, hồi nãy là thêm, bây giờ là xóa. Nếu mà cái thẻ đó có trong FROM á thì tìm zero, mình tìm cái vị trí không đầu tiên, rồi lấy m bằng m trừ 4, sau đó mình ghi ở đâu tìm zero, rồi cái chỗ này tìm zero, chỗ này như nó không cần thiết, bạn mình mới xem lại, code lâu quá không nhớ, thì cái chỗ zero này như nó không cần thiết cho lắm mà bỏ cũng được cái gì á. Thì cái chỗ m này có nghĩa là sau khi mà các bạn so sánh nè, sau khi mà thực hiện so sánh FROM á là nó đã cập nhật m rồi. Đây nè, sau khi mà so sánh FROM á là nếu như mà cái thẻ đó đó nó có ở trong FROM á là nó sẽ dừng ngang nè, nó red ra luôn, nó thoát ra luôn, thì nó sẽ có, chúng ta sẽ có được cái giá trị m. M ở đây á là cái giá trị mà cái ô mà bắt đầu á, ví dụ ô bắt đầu của cái ID mà giống với cái ID mới nhập vào. Thì ví dụ nha m trừ 4 thì các bạn chú ý chỗ này, ví dụ nha, bây giờ mình sẽ so sánh lấy cái ID này nè, nó so sánh tới ví dụ như cái ID mới nhập vào nó bằng với cái ID này đi, thì m lúc này là bằng 8 nè, m lúc này là bằng 9, thì mới lấy 9 trừ 4 ra là nó còn 5, sau đó mới thực hiện là ghi cái giá trị 0 vào vị trí m, và mỗi một lần thực hiện ghi đó m sẽ cộng lên 1, thì ID bây giờ nó là 99 trừ 4 là còn 5. Sau đó mình bắt đầu ghi 0 lên, ghi 0 vô đây, 0 vô đây, 0 vô đây. Đấy thì khi mà ghi vô ô là nguyên cái ô là mình đã xóa được. Ví dụ ID mới này bắt đầu nó sẽ so sánh ID mới này nè, nó bằng với ID này nha. Thì nó sẽ so sánh được là ID mới này bằng với ID này, khi đó M nó bằng 13, lấy M trừ 4 là ra M bằng 9. Rồi bắt đầu ghi số 0 vô. Xóa trong bộ nhớ FROM là các bạn ghi số 0 vô là sẽ xóa bộ nhớ FROM. Các bạn hiểu ý không? Thì ghi số 0 vô đây là ở chỗ này sẽ trống nè, đó. Thì ý tưởng chỗ này nó là vậy. Đó thì sau khi mà xóa thì nó cũng sẽ reset lại các cái biến này, rồi hiển thị đã xóa thẻ, LCD clear, rồi chọn menu, còn cái chỗ tìm zero này nè là ra là mình thêm vô đây chắc là để debug thôi. Chứ chỗ này mình thấy nó không ấy. Chỗ tìm zero này là để cập nhật cái biến zero các bạn. Cập nhật biến zero với cái biến n này. Biến zero, biến a, biến n rồi đó. Rồi bây giờ ví dụ như là đây, nếu mà cái thẻ nó chưa có trong FROM thì đơn giản quá rồi. Nếu như mà chưa có, sau khi mà so sánh mà nếu thẻ chưa có thì hiển thị là thẻ chưa có rồi. Rồi nếu mà thẻ đó là thẻ master thì để thoát ra,
Đấy, nó chỉ khó, nó rối rối ở cái chỗ là cái thẻ có trong Emblem mà. À, cái chỗ này mình code lâu quá mình cũng nhớ là mình thêm cái chỗ tìm zero này vô làm gì. Các bạn có thể về các bạn debug ra xem. À, có không các bạn bỏ thôi, các bạn nạp code thử rồi xem cái code nó có chạy bình thường không, biết cái gì. Không. Rồi. Đây là cái phần chọn cái mục xóa một thẻ bất kỳ ha. Rồi bây giờ xóa tất cả thẻ, xóa tất cả thẻ thì nó đơn giản mà, nếu như mà khi mà vào xóa tất cả thẻ thì nó vẫn đọc, nếu mà đọc của cái thằng A để xem coi là đã có thẻ phụ chưa. Nếu mà chưa có thẻ phụ nào hết á thì hiển thị lên màn hình là chưa có thẻ. Nếu mà đã có một hoặc nhiều thẻ phụ thì làm gì, in ra chữ đang xóa nè, sau đó ghi cái giá trị không vào. Các bạn chú ý là mình thực hiện cái vùng lập for này á, là ghi cái giá trị không vào cái địa chỉ, mà cái địa chỉ này á, là nó chạy từ cái ô số 5 cho tới cái ô mình đã sử dụng. Tức là mình xóa tất cả thẻ là xóa, đây là xóa tất cả thẻ phụ chứ không có xóa cái thẻ master, mà thẻ phụ là bắt đầu ghi từ ô số 5 nè. Ví dụ như giờ mình đã lưu được 5 thẻ là tới cái ô 24 thì giờ bắt đầu mình sẽ ghi số 0, tức là mình xóa từ ô số 5 tới ô 24 thôi. Mà cái 24 này là mình lưu ở đây nè, mỗi một lần mình thêm thẻ mình sẽ cập nhật cái số lượng vô đây, số lượng ô đã sử dụng ở đây, sử dụng từ ô số 5 tới ô số 24. Thì đây là cái ô A nè, A là bắt đầu mình đọc cái ô 0 nè, đấy là mình sẽ ghi giá trị 0 vào cái địa chỉ chạy từ 5 tới cái ô đã sử dụng đấy. Rồi sau đó là ghi vào cái ô 0, sau khi mà xóa hết thẻ rồi mình sẽ cập nhật vô cái ô này là 0, hiện tại là không có thẻ phụ nào hết. Rồi delay 3000, rồi sau đó là xóa màn hình, rồi thì trở về hiển thị cái menu tổng á, rồi điểm menu về không, rồi ở đây là reset mấy cái biến này nữa nghe các bạn, có reset mấy cái biến này. Rồi cái tìm zero này là để reset lại cái địa chỉ zero á các bạn, cái mục đích tìm zero để mình reset lại cái địa chỉ zero nè. Rồi vậy là hết rồi đó bạn. Còn ba cái nút nhấn này quá quen thuộc rồi, nút lên nút xuống là để di chuyển ở trong cái menu nè, lên ở menu nè, nếu điếm bằng 1 tức đang ở menu á thì điếm tổng là sẽ lớn, điếm tổng trừ trừ xuống những nhỏ hơn không bằng 3, đấy là để di chuyển trong cái menu này nè. Đấy, để di chuyển trong menu này. Thì cái code nó cũng có nhiêu đó bạn. Này thì cái code chỗ này nó sẽ có cái phần là ở cái phần mà so sánh với cái phần tìm zero. Thì nó sẽ, các bạn thấy nó hơi gói, đặc biệt là cái phần so sánh này, nó so sánh một lần là 4 số nha. Thì cái này lâu quá thì mình code cũng lâu rồi, giờ quay lại cũng nhiều cái nó quên. Tại các bạn biết là, các bạn nào xem kênh mình, các bạn biết là đâu phải là mình làm xong cái reset nào là mình hướng dẫn reset đó đâu. Mình code một lần mấy chục cái reset rồi xong mới quay qua làm video. Nhiều khi làm mấy tháng sau mới quay video, ra bây giờ tới giờ lôi ra nó cũng quên nhiều cái. Thì cái chỗ này nó sẽ, các bạn chú ý chỗ này sẽ có một số điểm hay á, chỗ á, là đầu tiên á, là xóa, các bạn xóa một lỗ giữa thì nó sẽ tìm và đến cái lỗ đó rồi nó thêm vào cái lỗ đó, thêm một thẻ mới vào lỗ đó chứ nó không sử dụng, không thêm liên tục. Cái hai nữa là khi mà so sánh á, thì nó sẽ so sánh từ cái ô bắt đầu, từ cái ô mình sử dụng cho tới cái ô đã sử dụng, từ ô bắt đầu cho tới cái ô đã sử dụng chứ không so sánh hết đấy. Cái FROM có những chỗ như vậy đấy. Thì nó có những cái chỗ ví dụ như thêm thẻ mới nè, thì cái phần mà đã có một hoặc nhiều thẻ phụ rồi ở trong đây, nếu thẻ đã có nè, không, nếu như mà thẻ chưa có thì lưu vào, trong đây thì nó hơi gói chỗ này, thì lưu vào thì bắt đầu tìm zero, tìm xem là cái vị trí nào còn trống, vị trí nào trống thì mình lưu vào cái vị trí đó. Đấy thì code nó cũng đơn giản, nó không khó, mà code nó hơi dài tí. Thì trong cái code này các bạn đầu tiên là các bạn phải biết sử dụng FROM. Các bạn làm việc với FROM nhiều rồi các bạn qua code này dễ, còn mà các bạn chưa làm việc với FROM nhiều rồi qua này gói á. Rồi thì cái code này á, các bạn muốn lưu bao nhiêu thẻ là nó sẽ phụ thuộc vào cái bộ nhớ FROM. Ví dụ giờ các bạn sử dụng IC FROM ngoài đi, là cái lượng gì, cái bộ nhớ FROM rất là lớn, nó tới ba mấy ký lần. Là số lượng rất là lớn, ba mươi mấy ngàn byte là mình nhớ vậy, thì tức là tùy IC FROM nữa. Còn sử dụng FROM ở trong của Arduino thì nó chỉ có 1 ký thôi, 1 kilobyte thôi, 1024 byte. Thì các bạn cứ chia ra là cứ 4 byte là một lưu được một thẻ,
tại một thẻ này các bạn quét cái ID của nó là ra bốn bài, cái ID nó chứa 4 bài, mỗi một bài là 255 đấy. Thì các bạn cần là mỗi một lần là 4 bài để lưu. Thì cái code này nó tương đối là gọi là để các bạn hiểu thôi, còn nói mà về vấn đề mà tối ưu á thì tất nhiên là về các bạn nghiên cứu thêm, mà nó muốn tối ưu các bạn nghiên cứu thêm cho cái code nó tối ưu lại ha. Ở đây chủ yếu là để các bạn hiểu là để mà quản lý dùng một cái thẻ master để mà quản lý nhiều thẻ phụ như vậy, một thẻ chính với nhiều thẻ phụ như vậy, thì cái logic code nó sẽ như thế. Đơn giản là mình sử dụng với fprom thôi, mình làm việc với fprom thôi. Rồi nó còn sẽ còn nhiều cái nó hay ho hơn là ví dụ như giờ là nhiều thẻ master phân quyền cho thẻ chính, nhiều thẻ chính mình phân quyền cho thẻ chính, ví dụ như là một cái thẻ chính là lớn nhất nè. Rồi đây là hai thẻ chính nữa, nhưng mà hai thẻ chính này là dưới quyền của hai thẻ này. Đấy, ví dụ như vậy mình phân quyền cho nó mà. Thì nó nhiều cái hay ho. Bạn về các bạn nghiên cứu thêm thôi. Rồi rất cảm ơn các bạn đã xem video nhé, like, share, subscribe kênh nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.